Hello mọi người, những cái thông tin lan truyền về Michael Phelps, một trong những huyền thoại của làng vận động viên Olympic liên quan đến bộ môn bơi lội và có thể được đánh giá là vận động viên Olympic có thể là xuất sắc nhất mọi thời đại nếu chỉ tính về thành tích giành huy chương vàng và Michael Phelps thì bản thân Vincent cũng rất là thích Vincent cũng theo dõi những cái kỳ hay là những cái phần mà Michael Phelps đạt các kỷ lục về uh, kỷ lục thế giới, kỷ lục Olympic hay là về kỷ lục số huy chương vàng nhưng những thông tin về Michael Phelps nhan nhản ở trong cái uh, thời kỳ mà Olympic 2024 diễn ra liên quan đến một cái tấm hình như bạn thấy ở đây và những thông tin liên quan đến cái chuyện là Michael Phelps ăn những cái bữa ăn từ 8.000 đến 10.000 kilocalo một ngày hay là một ngày là bơi tới 50 đến 60 cây số và rất là nhiều bạn hỏi vincent nhưng mình hỏi thật các bạn bao nhiêu người nhìn cái bức hình này mà không biết được rằng nó là một bức hình photoshop một bức hình có filter một bức hình có xử lý về mặt hình ảnh và một bức hình không phù hợp với một vận động viên bơi lội bao nhiêu người nhận ra cái chuyện đó và cái chuyện mà người ta gọi là sử dụng photoshop để nhìn cơ bắp hơn để gọi là có thể là hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh để làm những cái bức hình treo tường ấy thì là một cái chuyện rất là phổ biến nhưng rất nhiều người ở việt nam đặc biệt đều là những người có cái sự ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng những influencer thì chia sẻ lại bức hình này và không có sự kiểm chứng rồi còn đi kèm theo những thông tin rất là sai về mặt khoa học, về mặt kiến thức. Thì cái chuyện các bạn nhìn hình các bạn phải biết là hình thì có tập có pump, có đủ các chiêu trò về mặt ánh sáng, góc máy này kia thì thường sẽ nhìn đã to hơn rồi. Và cái chuyện tấm hình này của Michael Phelps thì người ta còn gọi là có những cái phần là người ta xử lý về mặt Photoshop nữa. Nên nó rất là to đô. Cái bức hình này là một cái thứ minh chứng cho một cái vấn nạn ở trong cái cộng đồng Gimbis Việt Nam đó là các bạn trẻ không biết thế nào là một cái hình thể bình thường, một cái hình thể tiêu chuẩn hay một cái hình thể tốt của một người đàn ông hay là của một người vận động viên. Do các bạn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các idol thể hình thì Michael Phelps các bạn phải xem cái tấm hình này là một cái tấm hình rất rất là đẹp ở kia cạnh là một cái thành tựu thể thao mà rất là vĩ đại đó là tấm hình Michael Phelps chụp hình với lại một cái đám huy chương vàng chiếu cổ đây là tấm hình mà Michael Fell chụp để gọi là tưởng thưởng để gọi là vinh danh cho cái thành tựu rất là vĩ đại của bản thân sau kỳ Olympic ở Brazil ở Rio thì các bạn có thể nhìn tấm hình này là một tấm hình mà cũng có sự can thiệp của ánh sáng của góc máy để làm sao đó gọi là trưng diện ra hình ảnh của vận động viên được đẹp nhất. Thì các bạn nhìn tấm hình này với tấm hình trước đó, các bạn có thể thấy là cái sự khủng khiếp của những cái thủ thuật về mặt gọi là à, điều chỉnh cái mức độ cơ bắp của một người vận động viên. Tấm hình chụp ở Olympic Rio này đã là một tấm hình mà có filter, đã là một tấm hình có sự chuẩn bị, đã là một tấm hình phải lựa chọn ra cái góc hình đẹp nhất để thể hiện vận động viên, nhưng tại sao lại không có làm nó cơ bắp lên? Là tại vì người ta muốn sự thật, là tại vì người ta không muốn mọi người hiểu lầm, hay người ta không muốn mọi người đặt nghi ngờ hay người ta không muốn mang tiếng xấu cho vận động viên cái chuyện những cái hình ảnh photoshop những hình ảnh cơ bắp ấy nó không có tốt cho michael fell michael fell không cần có hình thể như thế anh ta vẫn là một người đàn ông rất là vĩ đại ở khía cạnh thể thao anh ta cũng là một người đàn ông rất là thành công ở khía cạnh nổi tiếng ở mỹ những ngôi sao olympic chính là những người nổi tiếng như những celebrity, như những ngôi sao Hollywood, như những diễn viên và nó đều đạt đến cái mức độ nổi tiếng rất là khủng khiếp. Thì người ta không cần làm thế và làm thế chính là hại cho cái danh tiếng của họ. Còn trước khi nói về cái bữa ăn của Michael Phelps thực sự có ăn tới 8.000 kcal hay 10.000 kcal không ấy. Thì mình phải nói rằng là các bạn hãy làm ơn các bạn nhìn nhận về hình thể của một người đàn ông đừng có so sánh giữa một người bình thường với lại thể hình thể hình nó là một môn cực đoan nó là một môn hướng tới cái gọi là cực đại cực đoan hay là maximum về cái khía cạnh cơ bắp còn như Michael Phelps một người 1m93 mà nặng có 90kg thôi thì cái số lượng cơ bắp nó không thể lớn như là cái bức hình mà các bạn nhìn thấy được. Là tại vì các bạn đừng quên rằng người ta không cần phải làm như vậy. Và ở đây liên quan đến cái chuyện là Michael Phelps ăn một ngày là 8 kcal đến 10.000 10 kcal nó có chính xác hay không ấy. Thì các bạn đừng quên rằng một người 1m93 nặng có 90kg thôi thì cái mức độ mà anh ta tiêu thụ calorie hàng ngày các bạn có thể tính ra và ở đây vincent đã tính ra luôn cho các bạn ở đây thì Vincent có tính ra cho các bạn, các bạn có thể nhìn thấy những chỉ số ở đây như 35 tuổi rồi 1m93, nặng 90kg và có mức độ rất là năng động, mức độ vận động viên rồi. Có phần trăm body fat thì khoảng là 10%, tất nhiên ở đây thì có công thức thì sẽ dựa vào phần trăm body fat, có công thức thì sẽ dựa vào cái tổng thể thôi. Thì cái mức TDE của Michael Phelps nó ở trong giao động là từ 3.700 đến cái mức là 4.000. Và ở đây mình phải nói rõ đó là con số đã rất là khủng khiếp rồi Tất nhiên thì nếu các bạn quan tâm tới hồ sơ thể chất thì các bạn có thể xem ở trên cái trang web là finishbay.io và nó đang ở phiên bản beta, beta.finishbay.io và đây đã là một con số rất là khủng khiếp rồi là tại vì các bạn đừng quên rằng cái mức mà basal metabolic rate tức là cái mức gọi là trao đổi chất cơ bản của Michael Fell thì khoảng là 2.000 thôi và tất cả những hoạt động trong ngày bao gồm cả hoạt động tập luyện ở đây đã là một mức độ là có thể nói là vận động viên là thường xuyên rồi nó cộng lại trên cái mức 2.000 đó thì chúng ta không có đốt calorie khủng khiếp như các bạn nghĩ và calorie từ bữa ăn ấy nó không có gọi là dễ dàng ăn được cái con số 4 ngàn hay con số 10 ngàn đâu Tại vì các bạn đừng quên rằng người ta phải duy trì cái tình trạng thể chất của người ta nữa Ở đây là tình trạng phần trăm body fat thấp Tình trạng là có thể hồi phục, có thể tập luyện được Có thể không bị nặng nề, không bị quá ký Để có thể chinh phục được ở đây là cấp độ đỉnh cao của loài người Là cấp độ Olympic, cấp độ kỷ lục thế giới và các bạn đừng quên rằng là các bạn hay đọc những cái thông tin từ nước ngoài là người ta thần thánh hóa, người ta siêu nhân hóa vận động viên của người ta. Đó là cái điều bình thường, đó là về mặt truyền thông, nhưng các bạn hãy đặt cái kiến thức khoa học vào trong cái chuyện các bạn tiếp cận những cái tri thức liên quan đến sức khỏe, liên quan đến dinh dưỡng là tại vì con số 10.000 kcal hay 8.000 kcal là gấp đôi con số mà người ta cần thiết để duy trì cân nặng để duy trì cái tình trạng tập luyện để duy trì cái tình trạng thể chất hiện tại và một yếu tố nữa các bạn hay bỏ quên mất đó là yếu tố thời gian ăn uống với một cái lịch trình như Michael Fell đúng như là báo chia sẻ hay là sách chia sẻ là ngày nào cũng tập luyện từ sáng đến tối tập luyện thể chất rồi cái chuyện là ăn uống phải mức độ như vậy nữa thì người ta sẽ không có thời gian để làm những tất cả những cái chuyện khác cái bữa ăn cần có thời gian để tiêu hóa ngoài thời gian ăn một bữa ăn lớn mà ăn cần 2 đến 3 tiếng đồng hồ để tiêu hóa và cộng với thời gian ăn nữa thì các bạn nghĩ xem với một người mà đúng thực sự là anh ta phải tập luyện liên tục thì anh ta ăn lúc nào đó mà anh ta tiêu hóa lúc nào anh ta nghỉ ngơi lúc nào anh ta có hoạt động xã hội như thế nào anh ta gọi là có những cái hoạt động khác như thế nào anh ta có sống cho bản thân anh ta như thế nào các bạn đừng quên người như Michael Fell đã thuộc cái nhóm là celeb rồi ở Mỹ rồi rất là nổi tiếng rồi rất là bận rộn còn phải kiếm tiền còn phải nhận uh, tài trợ còn phải đi đóng quảng cáo còn phải có những hoạt động này hoạt động kia còn phải có bạn gái còn phải có thời gian dành riêng cho bản thân nên cái chuyện ở đây các bạn nhìn thấy con số 8.000 kcal ấy, hay là 10.000 kcal mà bạn quy ra các bạn sẽ phải hiểu rằng anh ta sẽ phải hy sinh rất là nhiều thứ rất là nhiều thời gian để chỉ là một cái chuyện là đáp ứng cho cái chuyện là ở trên báo có thể đưa tin để anh ta trở thành siêu nhân ấy cái chuyện đó nó không cần thiết và ở đây mình có thể đưa ra một minh họa khác để các bạn có sự so sánh là một huyền thoại khác là một người thấp hơn Michael Fell 1 m tám nặng tới 107 kg và cũng là một người từng được truyền thông chia sẻ là một con thú một con quái vật trong cái chuyện tập luyện là tại vì anh ta thực sự cũng tập luyện tập chạy bộ tập tạ tập boxing sinh tập gọi là quần quật hàng ngày hàng ngày mỗi ngày từ sáng đến tối không có nghỉ ngơi thì anh ta mới giành được chức vô địch thế giới ở trong cái độ tuổi trẻ nhất đó là huyền thoại boxing sinh Mike Tyson và các bạn phải biết rằng Mike Tyson ăn bao nhiêu không các bạn biết là một con người như Mike Tyson 1m78 thôi nặng tới 107kg nặng ký hơn cả Michael Phelps nữa và nhiều cơ bắp hơn cả Michael Phelps nữa nhưng mà anh ta ăn bao nhiêu Người ta chỉ ăn 4.000 kcal thôi và nó là một con số hợp lý là tại vì người ta không cần thiết phải ăn tới 8.000 hay 10.000 kcal chỉ để nằm ở một cái chuyện là duy trì tình trạng thể chất tốt nhất. Các bạn đừng quên rằng duy trì tình trạng thể chất tốt nhất mới là tốt chứ không phải thêm nhiều thức ăn là phải ngốn tất cả những thức ăn như thế, chả để làm gì cả. Và nó có một chỉ số nữa các bạn cần phải để ý đó là cái khối lượng cơ bắp đó là cái fast Free Mass index thì các bạn xem xem là ai nhiều cơ bắp hơn nếu mà các bạn hay dùng cái chuyện là nhiều cơ bắp thì phải gọi là đốt calo nhiều hơn hay là hoạt động cơ bắp hoạt động mạnh nhiều hơn thì cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn thì các bạn xem xem là ai nhiều cơ bắp hơn và anh ta đắp lại bằng thức ăn anh ta có khả năng là tiêu thụ hết cái số lượng thức ăn như vậy ấy để chuyển hóa thành mỡ hay sao đó nên các bạn hãy để ý tới cái khía cạnh về mặt gọi là những kiến thức nền tảng ở đây là nền tảng trong cái chuyện là dinh dưỡng trong cái chuyện tính calories trong cái chuyện hiểu các chỉ số như là trao đổi chất cơ bản là gì những hoạt động trong ngày là gì các bạn đừng quên rằng tất cả những hoạt động trong ngày và ở đây là đều là cái mức hoạt động rất là cao rồi nó cũng đạt cái mức là 1.9 tức là gấp đôi cái mức trao đổi chất cơ bản gần gấp đôi như vậy ấy. nó cũng đã là rất là khủng khiếp rồi một con người nặng 90 kg nặng 100 kg và để người ta có một cái tần suất hoạt động một mức độ hoạt động mà để đốt được khoảng 2.000 kcal thêm vào cái mức trao đổi chất cơ bản của anh ta rồi anh ta thêm vào đó những cái phần calo để có thể là bổ sung lại về mặt cơ bắp để có thể duy trì sức khỏe nó không có nhiều nó không có khủng khiếp như các bạn nghĩ đâu và người ta phải duy trì sức khỏe duy trì thể chất duy trì tình trạng giúp người ta đạt được kỷ lục đạt được thành tích chứ không phải là người ta chạy đua theo những cái con số về mặt dinh dưỡng hay về mặt cân nặng trả để làm gì ở đây là mình phải nói rõ còn cái chuyện mà những cái thông tin chia sẻ trên facebook để gọi là có like có view cái đó rất là bình thường nhưng mình chỉ mong là những người mà có sức ảnh hưởng khi mà đưa ra những cái thông tin để vinh danh để tưởng thưởng hay là để gọi là chia sẻ những cái điều gọi là thú vị những cái điều gọi là mới mẻ như vậy ấy hãy cẩn trọng và hãy kiểm tra lại những cái thông tin nên mình cũng mong là các bạn là có được cái cách tiếp cận đúng hơn ở trong cái chuyện là tiếp nhận thông tin trong cái chuyện là quy đổi nó ra thành những cái điều hữu ích với bản thân còn tất nhiên xem thông tin cho vui xem gọi là uh, idol xem hình ảnh, xem này xem kia lướt mạng cho vui thì cái đó không vấn đề nhưng đừng bị những cái yếu tố đó nó gây ra những cái hiểu lầm trong cái cách bạn tiếp cận về chuyện thực hành liên quan đến sức khỏe, liên quan đến dinh dưỡng, liên quan đến thể chất. Còn Vincent xin phép kết thúc video ở đây. Nếu các bạn quan tâm ủng hộ Vincent hãy cho Vincent like, share, comment ý kiến của các bạn ở bên dưới, đặt những câu hỏi thắc mắc để Vincent có ý tưởng làm những video dài hơn hay thậm chí gợi ý chủ đề cho những video livestream. Và nếu các bạn quan tâm đến kiến thức về sức khỏe về dưỡng về lifestyle các bạn có thể gia nhập Fitness Bay. Hiện tại đã có nền tảng Fitness Bay 2.0 với sự hỗ trợ của AI với những cái bộ công cụ thông minh để các bạn có thể là quản lý sức khỏe và có thể là cải thiện sức khỏe, có thể nâng cấp sức khỏe thể chất cũng như là những vấn đề liên quan đến lối sống để các bạn có thể khỏe mạnh hơn và tận hưởng cuộc sống tốt hơn, thành công hơn Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video Vincent sẽ sớm trở lại trong những video tiếp theo Rất là cảm ơn mọi người